Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cá koi nha. Đầu tiên thì mình sẽ nói về tên của cá koi. Thì cá chép Nhật Bản có tên là cá koi vì cái từ koi là từ viết tắt của từ Nishiki koi, khi chúng ta dịch ra có nghĩa là cá chép thổ cẩm. Thì vì màu sắc của cá do sự đan xen bởi rất nhiều màu nên chúng ta dùng cái từ thổ cẩm để miêu tả cho đặc điểm của cá. Cá thì được nuôi nhiều ở Nhật Bản và ngày nay là rất phổ biến ở các nước châu Á và trên thế giới. Thì nguồn gốc của cá thì có rất nhiều tài liệu nói về nguồn gốc. Thì ban đầu cá xuất phát từ Trung Hoa cách đây khoảng 1.800 năm. Thì cá từ Trung Quốc du nhập vào Nhật Bản theo con đường truyền đạo của các nhà truyền đạo Trung Quốc tới Nhật Bản, và theo chân của binh lính Trung Hoa trong những cái trận mà xâm chiếm Nhật Bản ngày xưa. Thì điểm đầu tiên mà cá koi tới Nhật Bản đó chính là đảo Niigata. Tại đây thì cá chép koi của Trung Quốc được du nhập đầu tiên và được nuôi rất nhiều ở đây. Và một thời gian nọ thì mùa đông nó kéo dài rất là lâu, thì người dân ở Nhật Bản không thể nào đánh bắt cá hay tìm những cái loại thực phẩm nào để có thể tiêu dùng. Thì người ta bắt sẵn những con cá chép koi và bỏ vào những cái ao hồ nuôi riêng để làm cái nguồn thực phẩm. Thì trong khoảng thời gian này thì người dân bắt đầu nhận thấy là cái màu sắc của cá koi có những sự đột biến lạ trên da, và nó có những cái màu sắc sặc sỡ và đẹp hơn so với những con cá bình thường. Thì người dân đã cẩn thận chọn ra những con có màu sắc đẹp nhất và nuôi trong những cái ao riêng, sau đó lai tạo tiếp tục để tạo ra những cái giống cá khác làm cái vật nuôi trong gia đình. Thì koi tiếp tục được lai tạo và có nhiều màu sắc nhờ vào cái những người nghệ nhân ở các nông trại nuôi cá. Và người dân phát hiện dần dần được những cái phẩm chất quý giá của cá này và nâng nó lên thành một cái giống cá phổ biến nhất tại Nhật Bản và mang hình tượng của quốc gia. Hiện tại thì cá chép koi được lai tạo rất nhiều màu sắc, có khoảng đến 100 loại.